hội cô gái trai chúng ta lại có dịp đến cái khu vực Trảng Bom, Đồng Nai. Thì hiện tại thì hội cô gái trai chúng ta đang có mặt tại hồ câu cá giải trí Boss Boy thuộc khu vực Trảng Bom và Đồng Nai. Thì về cái hồ này thì chúng ta đang thấy rằng cái hồ rất là đẹp, có cái chiều dài tầm khoảng 120 mét, và cái chiều ngang tầm khoảng 50 mét. Thì cái hồ đang có cái lượng cá rất là ổn định, là từ 6 cho tới 8 tấn cá. Cá tra thì có từ 3 kg cho tới 13 kg. Và riêng về số lượng cá ở đây là tầm khoảng từ 6 tới 8 tấn cá. Cá tra 13 kg là có khoảng 100 con. Và hồ thì thường xuyên tổ chức các giải câu, giá cần chỉ 500 ngàn một cần thôi. Và chúng ta hãy cùng xem số điện thoại ở dưới và để liên hệ chủ hồ, và sẽ kiểm tra thông tin hồ câu cá giải trí Boss Boy trên Google Maps. Nói chung là về hồ ở đây thì cái lượng cá ở đây rất là nhiều, nhưng mà ngoài ra thì có các loại cá như là cá chấm cỏ, cá chấm trôi hoặc là cá chép, cá rô phi. Cá rô phi là những con nào nấy là nói chung là cỡ này. Chúng ta sẽ được xem cái hình cá rô phi ở đây rất là đã, kéo một con cá rô phi rất là cảm giác rất là sướng các bạn ha. Và bây giờ chúng ta cùng view qua một vòng cái hồ và cùng xem các cảnh mà hồ câu cá chúng ta đang test cá và test các loại cần ở đây các bạn nhé. Và bây giờ hãy bấm like và share cùng chia sẻ các thông tin các bạn nhé. Ôm lên như bê con biết không? 7 kg. Con này bèo phải 8 kg. Đâu? Con của ai? Con của chú mèo. Ôi ơi, miệng nó to.
lùi lại chết rồi, nhưng mà cứ lùi lại. Con này nhức nhà chắc luôn rồi. Ê, dính cái bọc cả kìa mèo ơi. Dính cái bọc cả cũng nguy hiểm đấy. Đừng để dùng nhỏ. Đâu có vật được, con này có bắt vật thì không. Về giải thì hồ câu cá giải trí Boss Boy thì nói chung là cam kết là bốc số ngẫu nhiên theo quy trình, và cũng như là hồ cấm các loại mồi cơm thúi hoặc là cơm dừa hoặc là mồi bánh hoặc là mồi hương, cũng như là các mồi mang tính chất hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Chúng ta hãy cùng liên hệ để đăng ký vé từ ngày hôm nay. Mỗi tuần, mỗi chủ nhật đều có đánh các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta lại đi qua hồ câu cá thịt. Hồ câu cá thịt thì giá cần chỉ 25.000. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước qua hồ câu cá thịt. Và cái khu vực này là cái khu vực câu cá thịt hàng ngày, với giá cần chỉ 100.000 trên 4 tiếng, bình quân mình chia ra là 25.000 trên 1 tiếng, thì cá hồ mình sẽ thu lại là 15.000 một ký. Có các loại cá như cá tra từ 1 ký cho tới 13 ký luôn. Anh em nào có săn được thì vẫn phải ghé săn. Và riêng về cái hồ này thì cái lượng cá nó cũng dày, tầm khoảng từ 2 tới 3 tấn cá ở khu vực này. Cái hồ có cái diện tích cũng như là cái mặt hồ nó hình vuông, và hồ thì mình sẽ đánh một mặt từ đây qua bên kia thôi. Và cá thì rất là nhiều, cũng rất là dễ câu. Cá tra, cá chim, cá chép, cá rô phi, cá hầu hết là nhiều loại cá. Và bây giờ chúng ta cùng tham khảo về cái vị trí trên bản đồ Google Maps. Và hãy cùng bấm like và chia sẻ nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.